Okay. Rottweiler. Mối thù đã có từ trước. Vừa lúc khi nhảy một phát là đập cả vào ngực cổ anh rồi đấy. Ok. À, bên kia là đại ca Bruno. Cả hai đều là đại ca cả. Thử kéo ra cho chúng nó nhìn thấy nhau nhá. Sau tí nào. Nào Loki ơi, Loki. Thôi Bruno. No.
sao, làm sao mà Kỳ lại ghét con nô vậy hả? Kỳ cái nô là rất là ghét nhau à, tại sao lại ghét nó vậy? Thích cái này. Ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Yên, ra đây. Đây, mọi người thấy không? Còn đây là nô. Tất cả cho nó đều rất là bá đạo. Nhưng mà với chủ thì nó lại cực kỳ là yêu. Rất là yêu chủ. Sao hai đứa ghét nhau vậy? Con có bóng ra đây. Bóng đâu? Còn có bóng cơ. Cầm ra đi chơi đấy. Hàm hè nhau nhá. Tại sao nô với Vin lại nô với lại Loki lại cứ ồn ào? Một lần quay một lần thôi nhá, để cho mọi người biết được là khi mà những cái con Rottweiler ấy nó ghét nhau hay là nó cảm thấy bị uy hiếp thì nó sẽ phản ứng như thế nào. Không có con nào nó sợ con nào cả, và tất cả nó đều vô cùng ghê gớm chứ nó không có đơn giản. Nằm xuống. Thế là phải biết được là bình thường là nó là những em bé. Nào ngồi đây. Chân đâu? Chân. Đây. Nhưng mà nó khi mà nó có một cái gì đấy nó xung đột thì nó lại là rất là ghê gớm, chứ nó không phải chật lùa. Nó bụng ra. Nằm đây. Để có bóng vào đây. Nằm xuống. Để chân lên đây. Bẩn này đấy nhá, phải chịu khó gặm mà chịu khó gặm xương nhá.
đây. Không đâu. À, lạnh cho nên là không có tắm được. Xích lên. Rồi, nằm xuống. Ok.